quân đội Nga-Belarus huấn luyện chiến đấu chung. Nhà lãnh đạo Belarus Lukashenko nói hai nước không muốn chiến tranh nhưng đang chuẩn bị đẩy lùi mọi hành động gây hấn. Theo RT, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cho biết các binh sĩ Nga và Belarus đang huấn luyện để chiến đấu như một lực lượng chung trong bối cảnh căng thẳng gia tăng với phương Tây về cuộc xung đột ở Ukraine. Ông đưa ra bình luận trong chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tới Minsk hôm 3 tháng 12. Hôm nay chúng tôi đang chuẩn bị như một lực lượng duy nhất, một quân đội duy nhất, ông Lukashenko nói. Tổng thống Belarus cho biết thêm rằng các huấn luyện viên từ cả hai quốc gia đang tham gia huấn luyện lực lượng quân đội của nhau. Mọi người đều biết điều này, chúng tôi không che giấu sự thật này, không thể che giấu điều này trong một thế giới hiện đại được. Ông Lukashenko khẳng định cả Minsk và Moscow đã và đang không muốn chiến tranh, nhưng đang hợp tác với nhau để có thể đẩy lùi mọi hành vi gây hấn. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Shoigu gọi Belarus là đối tác đáng tin cậy của Nga trong cuộc gặp với người đồng cấp Belarus Viktor Krenin. Ông Shoigu cũng ca ngợi Belarus vì quyết tâm chống lại đường lối thù địch của Mỹ và các đồng minh của họ, đồng thời nói thêm rằng các đơn vị của cả hai nước đã và đang cải thiện khả năng trao đổi thông tin quân sự. Hồi tháng 10, Belarus cũng tuyên bố triển khai một lực lượng chung với Nga trên lãnh thổ của mình với lý do căng thẳng với phương Tây. Bộ Quốc phòng Belarus tháng đó cho biết tổng số quân Nga đồn trú tại nước này sẽ vào khoảng 9.000 người. Hôm 3 tháng 12, ông Shoigu và ông Krenin đã ký biên bản sửa đổi của Hiệp ước An ninh khu vực giữa hai chính phủ. Ukraine phát tín hiệu sắp đánh lớn ở Kherson. Ukraine bỏ lệnh cấm vượt sông Dnipro, kêu gọi người dân ở bờ đông sơ tán khẩn cấp. Những dấu hiệu cho thấy Kiev chuẩn bị tiến hành một cuộc phản công lớn vào khu vực do Nga kiểm soát. Gần một tháng sau khi Nga tuyên bố rút quân khỏi thành phố Kherson, chuyển binh sĩ và khí tài từ bờ Tây sang bờ đông sông Dnipro, giới chức Ukraine hôm 3 tháng 12 dỡ bỏ lệnh cấm vượt sông, đồng thời kêu gọi người dân ở bờ đông sơ tán khẩn cấp. Việc sơ tán là cần thiết bởi nguy cơ giao tranh leo thang ở khu vực này, Yaroslav Yanushevich, người đứng đầu chính quyền quân sự Kherson cho biết. Ông Yanushevich cho biết thêm, chính quyền Kherson cũng rút lại lệnh cấm vượt sông từ ngày 3 tháng 12 đến ngày 5 tháng 12 để tạo điều kiện cho quá trình sơ tán. Ông cũng lưu ý, trong thời gian này sẽ chỉ có một bến tàu hoạt động. Hiện tại do các cầu vượt sông đều đã bị phá hủy, cách duy nhất để người dân sơ tán từ bờ đông sang bờ tây sông Dnipro là bằng tàu, thuyền tư nhân và một số phương tiện khác. Tuy nhiên hiện chưa rõ bao nhiêu người sẽ quyết định sơ tán hoặc có thể vượt sông. Tất cả người sơ tán từ vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát đều phải mang theo giấy tờ tùy thân để chứng minh quốc tịch Ukraine. Động thái của Ukraine dường như phát đi tín hiệu rằng quân đội nước này chuẩn bị tiến hành một đợt phản công quy mô lớn nữa ở Kherson hoặc cũng có thể chỉ là một cách nghi binh. Hồi mùa thu, Ukraine cũng từng thông báo sắp phản công ở Kherson miền Nam, nhưng thực tế lại phản công mạnh ở vùng Đông Bắc. Chiến dịch ở Kherson chỉ diễn ra sau khi Kiev giành những bước tiến lớn ở Đông Bắc. Ukraine đang tiếp tục kế hoạch tiến công trong mùa đông sau khi hai chiến dịch ở miền Nam và Đông Bắc. Họ cũng tăng cường tấn công vào các tuyến đường tiếp tế, sở chỉ huy, kho đạn dược của Nga. Nhiều chuyên gia cho rằng xung đột Nga-Ukraine có thể đóng băng trong những tháng mùa đông tới do thời tiết khắc nghiệt hoặc ít nhất sẽ làm chậm đà tiến công của cả hai bên. Giám đốc tình báo quốc gia Mỹ Avril Haines dự đoán xung đột Nga-Ukraine bắt đầu giảm nhịp độ và tiếp tục giảm trong những tháng tới. Bà cho biết cả quân đội Ukraine và quân đội Nga sẽ tìm cách tái trang bị cũng như tiếp tế để chuẩn bị cho một cuộc phản công sau mùa đông. Bà cũng cho rằng các mục tiêu chính trị của Nga ở Ukraine dường như không thay đổi, song Moscow có thể sẵn sàng giảm bớt các mục tiêu quân sự ngắn hạn trên cơ sở tạm thời và quay lại vấn đề này vào thời điểm khác. Nga đang tăng cường phòng thủ ở các vùng lãnh thổ đã giành quyền kiểm soát. Việc đóng băng xung đột sẽ tạo điều kiện cho Moscow có thời gian khôi phục và tập hợp lực lượng trước khi tấn công trở lại. Trong khi đó, Ukraine tuyên bố sẽ không cho phép đóng băng xung đột, bởi điều này sẽ tạo ra một quả bom hẹn giờ ở giữa lòng châu Âu. Theo các chuyên gia, Kiev sẽ tiếp tục thực hiện các đợt phản công để giành lại từng phần lãnh thổ, nhưng chưa thể phản công quy mô lớn ít nhất cho đến tháng 3 năm sau. Trước nguy cơ xung đột kéo dài, các đồng minh đối tác phương Tây được cho là đang ngầm hối thúc Ukraine ngồi vào bàn đàm phán với những nhượng bộ nhất định để đạt được hòa bình với Nga. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trong tuần này cũng đưa ra quan điểm rằng phương Tây nên xem xét đáp ứng các yêu cầu đảm bảo an ninh của Nga khi Moscow đồng ý hòa đàm, chấm dứt xung đột ở Ukraine. Nga có thể dùng chiến thuật mồi nhử để tấn công lá chắn phòng không Ukraine. Một số nguồn tin nói Nga có thể đang sử dụng các tên lửa làm mồi nhử để tấn công hệ thống phòng không của Ukraine, nhưng giới chuyên gia hoài nghi về thông tin này.
Theo Eurasian Times, các nguồn tin từ chiến trường cho hay, Nga trong thời gian qua dường như đã phá hủy thành công các radar trên hệ thống phòng không NATO cấp cho Ukraine bằng chiến thuật mồi nhử. Cụ thể, nguồn tin nói rằng Nga đã bắn tên lửa Iskander và Kali để radar của Ukraine kích hoạt. Rồi Moscow phóng tên lửa chống radar ARM KH-31PD từ tiêm kích Su-35S để phá hủy các thiết bị này. Nga và Ukraine chưa lên tiếng về các tin tức trên. Theo chuyên gia Vijender Thakur, người chuyên theo dõi chiến sự Nga-Ukraine, thông tin được đưa ra dù có vẻ khá hợp lý và đáng tin nhưng có thể không hoàn toàn chính xác. Theo ông Thakur, Nga là quốc gia được biết đến với chiến thuật tâm lý chiến, tức là sử dụng thông tin để làm rối loạn, ảnh hưởng tới tinh thần đối thủ. Thông tin về việc dùng tên lửa làm mồi nhử có thể tác động tới chiến thuật Ukraine. Chuyên gia trên nhận định Nga dường như mới đang sử dụng KH nhiều ở khu vực Donbass vì tầm tấn công của nó khá giới hạn, chưa thể vươn tới các thành phố như Kiev. Nếu muốn KH vươn được tới Kiev, máy bay của không quân Nga sẽ buộc phải bay gần hơn và đối mặt với rủi ro bị phòng không đối thủ bắn rơi vì Moscow lúc này chưa kiểm soát hoàn toàn không phận đối thủ. Thêm vào đó, ông Thakur cho rằng Nga trong thời gian qua cũng không công bố thông tin về việc phá hủy lá chắn phòng không phương Tây cấp cho Ukraine, dù họ nhiều lần đưa tin về việc phá hủy các hệ thống hỏa lực NATO viện trợ cho Kiev. Mặc dù vậy, ông Thakur cho rằng nếu Nga thực sự dùng chiến thuật trên thì đây không phải là lần đầu Moscow sử dụng mồi nhử để bẫy phòng không Ukraine. Trước đó, tình báo phương Tây đăng tải một báo cáo chỉ ra rằng Nga dường như đã sử dụng tên lửa KH-55 với đầu đạn trơ không có thuốc nổ để làm mồi nhử. Cụ thể, Nga sẽ bắn các tên lửa KH-55 này để phòng không Ukraine kích hoạt. Từ đó, Moscow sẽ dò được vị trí chính xác và các tiêm kích Su-35S sẽ phóng tên lửa KH-31 vào những mục tiêu này. Hồi tháng trước, Trung tâm Truyền thông Chiến lược của lực lượng vũ trang Ukraine Satcom đã tuyên bố phát hiện Nga sử dụng tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân KH-55. Tuy nhiên, Ukraine nói rằng Nga đã tháo đầu đạn hạt nhân ra khỏi tên lửa này và lắp vào đó đầu đạn trơ để đưa vào tác chiến. KH-31PD là dòng tên lửa được thiết kế chuyên nhằm vào radar của các hệ thống phòng không. Theo thông số do nhà máy sản xuất cung cấp, tầm bay của tên lửa này là 250 km. Nó có thể được phóng từ máy bay ở độ cao 15 km với tốc độ khoảng 1.700 km/h trong mọi điều kiện thời tiết, bất kể ngày đêm. Tên lửa trên thuộc dòng KH-31 với các biến thể chống hạm và chống radar. Nó được chế tạo để nhằm mục tiêu nhằm vào radar kiểm soát hoạt động trên không, radar cảnh báo sớm và các hệ thống phòng thủ tầm trung và tầm xa. Ngoài ra, giới chuyên gia nhận định KH-55 vốn là tên lửa đã bị Nga cất vào trong kho và có số lượng lớn, nên họ có thể tái triển khai phiên bản không đầu đạn hạt nhân rồi phóng ổ ạt để làm Ukraine kiệt quệ tên lửa, phòng không, khiến Kiev suy giảm năng lực trong cuộc chiến dài hơi với Moscow. Hé lộ nước cờ để Nga bảo vệ tài sản trước EU. Thưa quý vị và các bạn, EU đang tìm cách để sử dụng các tài sản của Nga nhằm tái thiết Ukraine. Tuy nhiên, đây lại là một miếng mồi khó nuốt. Nga luôn có những nước cờ cao tay để chơi trong tình thế này. Bên cạnh đó, Tổng thống Zelensky mới đây đã có những động thái làm lục đục nội bộ của mình trước nguy cơ bị phương Tây hạ bệ và thay thế. Vậy nội dung chi tiết là gì? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Lấy tiền của Nga để tái thiết Ukraine liệu có dễ? Mới đây, tờ Euratip đã đưa tin về việc Ủy ban châu Âu đang cố gắng để lập ra một tòa án chuyên biệt được Liên Hợp Quốc hậu thuẫn để điều tra và truy tố các tội ác chiến tranh do Nga thực hiện ở Ukraine. Điều đặc biệt là tòa án này không dựa trên bất kỳ cuộc điều tra khách quan nào mà đơn giản chỉ được mở ra để kết án Nga. Nói cách khác, mở tòa án không phải là để điều tra mà là để kết tội. Mục đích của việc này đó là nhắm vào khối tài sản trị giá 300 tỷ euro của Ngân hàng Trung ương Nga và 19 tỷ từ Quỹ Kinh doanh Tư nhân Nga. Hành động này của EU lập tức khiến cho Nga phản kháng. Nhiều quốc gia cũng bày tỏ sự không ủng hộ của mình đối với quyết định này của châu Âu. Vào ngày 1 tháng 12, truyền thông phương Tây The Wall Street Journal đã đăng tải rằng Liên minh châu Âu sẽ không thể giúp các khoản tiền bị đóng băng của Ngân hàng Trung ương Nga do nguyên tắc quốc tế về quyền miễn trừ của nhà nước. EU muốn lấy tiền của Nga để tái thiết Ukraine. Tuy nhiên, điều này không hề dễ dàng bởi vì đại diện của Ủy ban châu Âu cho biết rằng Bruxelles không có dữ liệu cập nhật về tỷ lệ quỹ của Ngân hàng Trung ương Nga tại một số quốc gia thành viên của Liên minh. Ngoài ra, họ không có thông tin về phần nào là thuộc về tài sản lưu động. Theo The Wall Street Journal, châu Âu tuyên bố ý định nhấn mạnh rằng Nga buộc phải đồng ý chuyển một số phần tiền bị đóng băng cho Ukraine như là một khoản bồi thường. Theo EC, thiệt hại của Ukraine trong cuộc khủng hoảng này lên tới khoảng 600 tỷ euro. Theo bà Ursula von der Leyen,
thì sau khi dỡ bỏ lệnh trừng phạt, số tiền này có thể được sử dụng để đảm bảo rằng Nga sẽ bồi thường đầy đủ cho thiệt hại gây ra ở Ukraine. Đối với số tiền bị tịch thu, hiện chưa rõ con số chính xác. Theo Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov, thì ước tính rằng có khoảng 300 tỷ USD và ngoại hối của Nga đã bị đóng băng. Để hiểu về hành động này của EU, chúng ta sẽ đơn giản hóa vấn đề như sau. EU và Nga trong thời gian dài có giao dịch thương mại với nhau, Nga bán hàng cho EU và thu tiền về. Tiền này được gửi tại các ngân hàng của châu Âu. Bây giờ đây, EU nói rằng tiền của anh chị đã bị phong tỏa và tôi sẽ mang tiền này để đi tái thiết cho Ukraine. Đây có phải là một hành động ăn cướp hay không? Và cuối cùng thì EU đã cướp không số hàng hóa mà Nga đã bán cho khối này trong suốt bao nhiêu năm qua. Về cơ sở pháp lý, EU không có quyền làm như vậy. Nhưng nếu như châu Âu bất chấp những ràng buộc về pháp lý và tự cho mình cái quyền đi tịch thu và tùy ý sử dụng tài sản của người khác, thì Nga sẽ phải làm thế nào trong tình huống này? Trên thực tế, động thái mới của châu Âu là một hành động leo thang và như chúng ta đã biết, Nga đã phá hủy gần như toàn bộ những cơ sở hạ tầng năng lượng phục vụ cho hoạt động quân sự. Và nếu như châu Âu leo thang, Nga sẽ phá hủy toàn bộ cơ sở hạ tầng tài chính, bao gồm các ngân hàng. Và nếu điều này xảy ra, nó sẽ dẫn đến sự hỗn loạn và binh lính sẽ không nhận được tiền lương. Bên cạnh đó là các khoản tiền khác của người dân Ukraine, nó vẫn sẽ dẫn đến binh biến ở trong nước. Nếu như các tổ chức ngân hàng của Ukraine bị suy yếu, viện trợ do các nước phương Tây gửi đến sẽ không thể tiếp cận được với Kiev. Và một điều lưu ý rằng, các quốc gia phương Tây cũng đã đóng băng tài sản trị giá 300 tỷ USD của Nga mà Moscow hiện đang lách các lệnh trừng phạt của phương Tây, đồng thời trực tiếp phá hủy cơ sở hạ tầng, ngân hàng quan trọng của Ukraine. Và một điều gần như chắc chắn rằng Ukraine sẽ không thể tồn tại sau quá trình phi tiền tệ hóa dữ dội này của Nga. Để minh chứng cho điều này, chúng ta sẽ dựa vào lời cảnh báo của Quỹ tiền tệ quốc tế IMF. Bài báo viết rằng, khi xảy ra xung đột hoặc bất ổn chính trị, người ta chủ yếu tập trung tới các tác động kinh tế nhưng lại không chú ý tới việc các ngân hàng đối diện với rủi ro cao như thế nào. Tỷ lệ này xảy ra khủng hoảng ngân hàng cao hơn 2,5 lần khi một quốc gia bị ảnh hưởng bởi xung đột. Xung đột và bất ổn chính trị ở các nước láng giềng cũng làm gia tăng khả năng xảy ra khủng hoảng ngân hàng ở một số quốc gia lân cận và xác suất trải qua một cuộc khủng hoảng ngân hàng là khoảng 16,4% khi nó kéo dài 2 năm. 25% khi xung đột kéo dài 10 năm. Như vậy có thể thấy rằng việc EU lấy tiền và tài sản của Nga để đi tái thiết Ukraine là một điều không hề dễ dàng. Có hai rào cản lớn mà EU cần phải vượt qua. Một là rào cản về pháp lý và hai là việc leo thang căng thẳng có thể đẩy cơ sở hạ tầng, thành phần ngân hàng của Ukraine vào nguy cơ bị phá hủy. Vấn đề cốt lõi nằm ở chỗ tại sao lại chỉ bắt Nga phải bồi thường cho Ukraine trong khi người nhóm lửa, người leo thang và người quyết định khi nào dừng cuộc chiến này không phải là Nga. Trên thực tế, nếu các tổ chức quốc tế hoạt động đúng vai trò của mình từ năm 2013, khi đảo chính xảy ra với vụ thảm sát ở Maidan, Ukraine đã phải bị điều tra và chặn đứng mọi hoạt động leo thang. Những cáo buộc của Nga cũng phải được điều tra, tuy nhiên tất cả những điều này đã không xảy ra. Kết quả là ngày hôm nay, do sự vô dụng của các tổ chức quốc tế, nó đã bị chính trị hóa và hậu thuẫn cho những kẻ mạnh hơn. Quan chức cấp cao của Ukraine đấu đá nhau. Như chúng ta đã biết, các cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine đã bị tê liệt hoàn toàn và đẩy thành phố của nước này vào khủng hoảng. Lưới điện của Ukraine bị phá hủy và các thành phố không có điện. 40% hệ thống năng lượng Ukraine bị hư hại hoặc bị phá hủy bởi các cuộc tấn công của Nga vào các nhà máy điện và đường dây tải điện. Tuy nhiên, các quan chức Kiev không có tâm trạng khôi phục lưới điện sớm nhất. Vào thời điểm mà người dân Kiev đang chìm trong bóng tối thì ông Zelensky lại đổ lỗi cho các quan chức của mình về những rủi ro mà quốc gia này đang phải gánh chịu và sự kém cỏi trong việc khôi phục lưới điện. Thị trưởng Kiev và Tổng thống Zelensky hiện đang đấu khẩu nhau. Theo báo cáo của The Hill, thị trưởng Kiev Vitaly Klitschko đã chỉ trích gay gắt Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cùng với các quan chức nước này. Ông cho rằng họ đã hùa vào với nhau để buộc tội ông vì tình trạng mất điện kéo dài trong thành phố. Theo đó, trong một bài đăng trên Telegram của mình, thị trưởng Kiev nói rằng ông đang nỗ lực làm việc để khôi phục nguồn điện và nhiệt cho các ngôi nhà trên khắp Kiev, nhưng việc sửa chữa này đã bị phủ lên màu sắc chính trị. Trong bài đăng của mình, ông Klitschko nhấn mạnh rằng ngày nay khi mọi người đang phải làm việc cùng nhau, thì ai đó lại đang bắt đầu khiêu vũ về mặt chính trị. Kiev, chúng tôi đang làm mọi thứ có thể để hỗ trợ cho cuộc sống của thủ đô và vì sự thoải mái của người dân trong điều kiện khó khăn. Những lời của ông Klitschko là một sự chỉ trích gay gắt đối với nỗ lực của ông Zelensky nhằm đổ lỗi cho ngài thị trưởng về thất bại ở Kiev.
Ông Zelensky đã chỉ trích thị trưởng Kiev vì đã không thiết lập nơi trú ẩn kịp thời. Ông Zelensky đã nhấn mạnh rằng, nếu bạn không bị mất điện, điều đó không có nghĩa là mọi chuyện đã kết thúc, bởi vì nó không có nghĩa là bạn có thể bật nhiều thiết bị điện cùng một lúc. Ông ấy cũng nói thêm rằng, việc thiếu điện tăng đột biến vào buổi tối và điều này làm gia tăng tình trạng khẩn cấp thiếu điện. Hiện giờ thì tiết kiệm năng lượng là cần thiết. Tôi mong đợi hiệu quả công việc từ văn phòng thị trưởng. Xin hãy nghiêm túc. Nhà lãnh đạo Ukraine đã nhấn mạnh rằng hơn 600.000 ngôi nhà đã bị mất điện và một số cư dân không được cấp điện trong vòng 30 giờ. Vì thị trưởng Kiev đã không lắp đặt thêm các máy phát điện. Việc đổ lỗi này của ông Zelensky khiến cho thị trưởng Kiev vô cùng tức giận. Ông Klitschko đã chia sẻ dữ liệu cho thấy rằng ông ấy đã nỗ lực như thế nào để khôi phục điện ở Kiev. Ông nhấn mạnh, chúng tôi có hơn 400 máy phát điện và 100 máy khác được quyên góp. Bên cạnh đó là hàng trăm các điểm sưởi ấm cũng được mở ra để người dân sử dụng. Hiện nay thì cuộc khẩu chiến giữa các quan chức Ukraine đang diễn ra. Kiev ngày càng tồi tệ. Các cuộc tấn công của Nga đã làm hư hại nghiêm trọng mạng lưới năng lượng của thủ đô, phá hủy gần một nửa hệ thống năng lượng của Ukraine, bao gồm cả ở Kiev. Theo Washington Post, giữa nhiệt độ đóng băng, khoảng 10 triệu người đang không có điện và nhiệt. Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo Ukraine lại muốn tham gia vào một cuộc khẩu chiến. Thành thật mà nói, việc khôi phục lưới điện quốc gia thực sự là nhiệm vụ của chính phủ liên bang và ông Zelensky đang đá quả bóng trách nhiệm của mình cho thị trưởng Kiev. Điều này hoàn toàn nực cười. Về cuộc đấu khẩu giữa ông Zelensky và thị trưởng Kiev, cựu đại sứ của Cộng hòa Nhân dân Lugansk đã gọi vụ bê bối với các điểm nóng là nỗ lực của ông Zelensky để loại bỏ một đối thủ chính trị tiềm năng, đó là thị trưởng Kiev Vitaly Klitschko. Theo đó, vị cựu đại sứ nói rằng Zelensky coi Klitschko là một mối đe dọa cho vị trí hiện tại của ông ấy. Thị trưởng Kiev là một trong những lựa chọn thay thế mà phương Tây có thể đặt cược vào, tìm kiếm những người thay thế Zelensky nếu như ông ta một lần nữa thực hiện hành động tương tự như vụ tên lửa rơi ở Ba Lan. Như vậy có thể thấy rằng ông Zelensky đã nhận thấy dấu hiệu của việc có thể bị hạ bệ bất cứ lúc nào và bất kỳ ai có tiềm năng để phương Tây trọng dụng đều sẽ là mục tiêu chính trị của Zelensky. Video đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên like và đăng ký kênh để nhận được thông báo sớm nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.